Vâng, và vừa mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Hôm nay em được giới thiệu với cả nhà một cái lô mai con quấn rễ nha, giá 10.000 đồng một cây. Thì đa số các cây thì nó có cái nhánh ở trên nha cả nhà, có cái nhánh ở trên cái ngọn á. Rồi giá 10.000 một cây nha, giá chỉ 10.000 một cây thôi. Thì cái cây nó bằng cái chiếc bẻ trở lên nha, cái chiếc tủ trở lên. Thì tất cả các cây thì đều được quấn rễ hết trơn nha cả nhà. Đây, nó có cây thì nó lòi lên ha, rồi có cây thì moi ở dưới á, nó nằm ở phía dưới nha cả nhà. Đây, nói chung là cái lô nào của vườn nhà em thì cũng quấn rễ, thì quấn đủ kiểu hết nha, quấn đủ kiểu. Đây, đủ kiểu hết nha cả nhà. Đây này, có cây thì nó lòi lên luôn. Thì em bán với cái này có cây thì nó còn nằm sâu ở dưới ha. Em bán là em ship từ 30 cây trở lên nha, và không bao phí vận chuyển ha. Cái cây cao tầm khoảng 1 gang, 2 gang. Ba gây tay của em thì tầm khoảng 6 tấc ha. 6 tấc. 6 tấc trở lên nha, cây rất là mập luôn. Cây mập lắm. Cái này em bán với giá 10.000 đồng một cây nha cả nhà. 10.000 đồng một cây. Em ship từ 30 cây và không bao phí vận chuyển nha. Đây. Đó, cây nào cũng có uống rễ hết nha. Rồi. Thì cái cánh hoa của nó là từ 5 đến 12 cánh nha cả nhà. Nói chung là cái mai này là cái mai ương hạt, nó đủ loại cánh hết, cho nên là cái mặt hoa thì em cũng chưa biết ha, là do ương hạt thôi. Rồi, ai thích thì liên hệ với em nha. Rồi đây, giá là 10.000 đồng một cây,